bạn này kinh cụ hồng xoay bập hết bột mặt đông bạn bẹp thòi mà chết sát kháng là bóng bóng một cách bạn pram tắc chùm râu bị mốc độc hồi này bạn phèm tắc đài cơ bố bạn buôn tắc bẩm bẩn và thống lực mình này trong rối dây bạn chơi bột chắc mà chơi bột chắc mặt đông mặt to thế nào bóng bóng mặt to thì là bẹp thò mà chết mà đông mà sai tem mà đòn giờ đã một chuyện tiếp hong soi miền tên bà Rosie miền bàn bà bong bong trong ban nè à chat cho page nhôm á sạch kháng nè Edward pom cả cái nhung thế bà nè cả cái nhung này nè bà nè đập này nó sạch hai nấy trường nấy bà trường nấy ở thơ liệu cái nạn thôi mà chết nấy cái nhám trường anh ấy ở lại ở chợ cung đó bà nè trường cái thầm này cái kháng nấy sợ bột nó khổ mới sợ bột hay cả ở toi bà ôp hết chơi bột chặt mũi đồng bà lời mình đã trong rồi tế một cát pram tắc chùm râu pram tắc của bố buôn tắc bẩm bẩn mực non ạ sắt đập bột bà bột sắt đem đong khăn non ạ bà này phần này chứ bà phần này chừng đã cao mốc bật ra à. Anh ấy chương mới trên này chương ạ sập bột nữa màu bột bột anh ấy cái nhám chương hay thưa cạn được mà anh thưa bom sai cạn và bom sai cạn nè vì xe sạn play tiệt và mơ bị mốc mỏm nai màu hay play chẳng tha chương mà kháng prong lột và chương mà kháng nở lờ nè và chương mà kháng tiết nó khổ mà chương á sạn chương và con bò bò này trong ba này do tư bà đặt cái lạnh hang Rosie ấy cứ trâu màu bà